Thưa quý khán giả, nước mía giá rẻ vẫn luôn được bày bán tràn lan trên thị trường, từ thành thị cho đến nông thôn. Nhưng liệu chúng có thật sự đảm bảo an toàn và được ép hoàn toàn từ những cây mía là thắc mắc của rất nhiều người. Vấn đề này sẽ được làm rõ trong tiết mục 389 cảnh báo sau ít phút nữa. Bây giờ mời điểm qua những nội dung đáng chú ý hôm nay. Nhãn hiệu muối chấm Hảo Hảo cảnh báo với tình trạng muối giả nhãn hiệu xuất hiện tràn lan. Ngụy trang quán cà phê để bán nước hoa hàng nhái. Sự thật về nước mía giá siêu rẻ và cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Bất chấp quy định pháp luật, rất nhiều cơ sở sản xuất nhỏ đã không ngần ngại lợi dụng tên tuổi và uy tín của một số thương hiệu lớn để làm nhái, làm giả nhãn hiệu. Như nhãn hiệu muối chấm Hảo Hảo, hồi tháng 4 năm ngoái, công ty cổ phần Ascook chính thức thông báo cho ra mắt thị trường muối chấm Hảo Hảo. Thông tin này được đưa ra khiến rất nhiều người hoang mang. Vì từ trước đó rất lâu đã thường xuyên mua và sử dụng loại muối chấm mang tên Hảo Hảo bày bán tràn lan trên thị trường. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, nhiều tín đồ ẩm thực bày tỏ bức xúc với những lọ muối chấm Hảo Hảo phay được đóng gói đàng hoàng, cẩn thận, nhãn mác bao bì đầy đủ và ghi rõ muối gia vị Hảo Hảo. Điểm chung của các sản phẩm nhái này là bao bì được thiết kế tinh vi, chỉ thay đổi chút ít so với sản phẩm thật. Có sản phẩm giả giống đến 80%, chỉ khác ở logo công ty. Một chi tiết khá nhỏ thường bị người tiêu dùng bỏ qua. Theo nhiều người mua phải hàng nhái, về vị thì muối giả cũng gần giống với gói bột canh trong mì tôm Hảo Hảo. Quan trọng là có nhãn mác, đóng gói cẩn thận, lại bán rất nhiều trong các cửa hàng tạp hóa nên không nghi ngờ. Hàng phách ngập tràn trong khi hàng thật chưa ra mắt. Và đến nay, những sản phẩm mập mờ này vẫn ngang nhiên tiếp tục được tung ra thị trường, phủ sóng từ ngoài chợ, tạp hóa cho đến các trang thương mại điện tử, kiếm lợi nhuận một vốn bốn lời. Thực tế, cơ quan chức năng từng xử lý nhiều cơ sở đạo, nhái, giả mạo thương hiệu, song vẫn ngang nhiên biến quá, thay hình đổi dạng để né phạt. Thậm chí có những sản phẩm làm giả cả địa chỉ nơi sản xuất để tránh né khi có vấn đề xảy ra. Đơn cử đầu năm 2019, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng, kèm theo đình chỉ hoạt động kinh doanh một tháng đối với ông Nguyễn Đức Hải, chủ cơ sở sản xuất và đóng gói thực phẩm Đức Hải tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vì hành vi đóng gói hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng ngàn hộp muối ớt chua cay thành phẩm mang nhãn hiệu Hảo Hảo có trọng lượng khác nhau. Cũng tại tỉnh Hải Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Hùng GT đã phải nộp phạt 19 triệu 200 ngàn đồng với hành vi tương tự cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Đức Hải với gần 3.000 gói muối loại 85 gram một gói mang nhãn hiệu Hảo Hảo. Theo các chuyên gia y tế, những loại muối trôi nổi, không nhãn mác, người dân không thể nắm rõ thành phần cũng như nồng độ natri trong muối. Khi sử dụng có thể nhiễm các loại kim loại nặng đối với muối khai thác từ mỏ muối hay thủy ngân. Còn nhớ năm 2018, người tiêu dùng từng một phen hốt hoảng với thông tin muối ăn không nhãn mác, làm từ muối công nghiệp có thể gây chết người. Do đó, với hàng trôi nổi làm giả, nhái thì chất lượng không thể đảm bảo. Người tiêu dùng cần lưu ý kiểm tra kỹ hàng hóa khi mua. Tốt nhất vẫn là chọn mua hàng ở những cơ sở có uy tín. Dù chưa được phép kinh doanh, nhưng các mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, thuốc lá nung nóng vẫn được các đối tượng đánh hàng vào nội địa qua nhiều hình thức và dễ dàng thâm nhập thị trường. Tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra và phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu. Tại khu vực phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô do ông Đoàn Hồng Chiến là chủ hàng điều khiển. Qua đó phát hiện trên xe chở theo hơn 1.000 sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu hút thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ, cùng nhiều sản phẩm là giày thể thao, ba lô đeo dài có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu này. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ xe đồng thời là chủ hàng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn liên quan tới các mặt hàng này. Hầu hết nguồn hàng hiện nay đang bán tại Việt Nam là từ Trung Quốc để nhập lậu. Các đầu mối thường hình thành đường dây xuyên quốc gia hoặc ghép thuốc lá thế hệ mới chung với các mặt hàng khác để né tránh chốt kiểm tra. Thưa quý khán giả, nói về việc ngụy trang buôn bán hàng lậu, gian thương ngày một bày ra đủ chiêu trò tinh vi như một quán cà phê ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nhìn bên ngoài ít có ai nghĩ rằng
đây là một tụ điểm chuyên kinh doanh nước hoa nhập lậu cho đến khi lực lượng quản lý thị trường xuất hiện phanh phui. Qua thẩm tra xác minh, địa điểm này đang hoạt động theo hình thức kinh doanh dịch vụ giải khát. Bên trong cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 340 chai nước hoa các loại. Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện địa điểm kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ kèm theo số lượng hàng hóa là sản phẩm nước hoa đang được bày bán tại cơ sở kinh doanh. Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ tổng cộng 340 chai nước hoa các loại để tiếp tục xác minh làm rõ. Cũng liên quan đến mặt hàng mỹ phẩm, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với đội 389 tỉnh phát hiện xe ô tô tải vận chuyển lượng lớn mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu khi chiếc xe này đang dừng đổ tại đường Tô Hiến Thành, phường Quang Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Phát hiện xe ô tô tải đang dừng đổ tại đường Tô Hiến Thành, phường Quang Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe đang vận chuyển các bao tải dứa màu xanh. Bên trong chứa các thùng xốp trắng đựng hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, như bộ mỹ phẩm loại 3 sản phẩm một bộ, sữa rửa mặt tinh chất mật ong, dung dịch đắp mặt tinh chất trà matcha, serum dưỡng da, các loại kem dưỡng trắng, thuốc nhuộm, dầu dưỡng tóc, xà phòng bánh, chân dân. Tất cả đều không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Ước tính lô hàng có giá trị hơn 100 triệu đồng. Lái xe là Quảng Văn Công, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của số hàng. Đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp với tổ công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An tổ chức tuần tra kiểm soát tại ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng đã phát hiện 3 đối tượng điều khiển 2 chiếc xuồng. Trên xuồng chở nhiều thùng giấy có biểu hiện nghi vấn. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng cập bờ, bỏ lại tang vật, phương tiện, chạy thoát. Qua kiểm tra hàng bỏ lại, tổ công tác thu giữ hơn 1.000 chai thuốc diệt cỏ, mỗi chai có thể tích 450ml. Qua kiểm định, ngành chức năng xác nhận tang vật là thuốc bảo vệ thực vật, không được phép lưu hành tại Việt Nam. Công an quận Bắc Từ Liêm vừa phát hiện đường dây vận chuyển động vật quý hiếm từ miền Trung ra Hà Nội để bán kiếm lời với thủ đoạn hết sức tinh vi. Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng hết sức tinh vi đó thường ngụy trang động vật quý hiếm, đóng kín trong thùng cắt tông, giống hàng hóa bình thường, sử dụng phương tiện tàu quả, xe khách để vận chuyển và không đi theo hàng hóa khi giao dịch. Khi bị phát hiện, sẽ lập tức xóa dấu vết để ngăn chặn sự truy tìm của cơ quan chức năng. Sau 3 tháng tiếp cận nắm vững thông tin, đầu tháng 6 các trinh sát đã dựng lên được nhân thân đối tượng chính là Trần Trọng Nghĩa. Sau khi nắm được thời gian quy luật hoạt động của đối tượng, các trinh sát đã lên kế hoạch bắt giữ khi đối tượng đang vận chuyển động vật ra Hà Nội đi qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Triển khai kiểm tra xe taxi nghi ngờ chở động vật quý hiếm, tổ công tác phát hiện 2 cá thể rùa trung bộ thuộc nhóm động vật quý hiếm. Nghĩa khai nhận đã tham gia vào đường dây buôn bán động vật quý hiếm. Ngành chức năng đang mở rộng điều tra và các đối tượng khác có liên quan trên địa bàn. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng vừa phát hiện xử lý một vụ tàn trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép với quy mô lớn. Qua tin báo của quần chúng nhân dân, công an tỉnh đã phát hiện Nguyễn Thanh Tùng đang phân loại nhiều cá thể rắn cho vào từng bao để cất giữ tại nhà mình. Đối tượng sau đó đã tự nguyện giao nộp cho tổ công tác toàn bộ số động vật hoang dã đang tàn trữ trong nhà, bao gồm 14 cá thể kỳ đà, 6 cá thể dúi, 2 cá thể chồn và 15 ký rắn các loại. Tùng khai nhận toàn bộ số động vật này do mình lên rừng bẫy được, sau đó đem về bán lại cho những người có nhu cầu. Có đến 70% bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang con người hiện nay có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Đây là thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, dù các chế tài xử phạt đã có, nhưng bằng cách này hay cách khác, những loài động vật hoang dã vẫn trở thành món mồi ưa thích của nhiều người. Quý khán giả thân mến, nước mía được coi là thức uống giá rẻ yêu thích trong mùa hè của nhiều người. Tiện lợi và có vẻ sạch sẽ, an toàn cho người sử dụng. Nhưng dù giá mía có biến động lên xuống, nhưng những ly nước mía lâu nay vẫn luôn giữ được mức giá rẻ bất ngờ. Mới đây, một sự thật được hé lộ, đó là trong quá trình chế biến, nhiều cửa hàng nước mía đã sử dụng những tiểu xảo mánh khóe để có thể thu được lợi nhuận cao nhất mà không quan tâm đến chất lượng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện chỉ với mức giá từ 5.000 đến 8.000 đồng, người tiêu dùng có thể có ngay một ly nước mía mát lạnh.
Tuy nhiên, theo một số tiểu thương tại nhiều khu chợ, những ly nước mía siêu rẻ đa số là nước mía pha, không phải nguyên chất. Theo tìm hiểu, muốn nước mía ngọt hơn thì mỗi chiếc máy ép, chủ cửa hàng cần gia công thêm một hộp đường bên trong máy. Trong quá trình ép mía, lượng đường này sẽ chủ động chảy ra cùng với nước mía mà người mua hàng không hề hay biết. Mặt khác, mía đầu mùa còn ngọt thì không nói, càng về sau mía càng chua và khó bán. Nên để làm tăng độ ngọt của nước mía, người bán hàng thường ngâm mía vào những thùng ngâm sẵn đường nhằm tăng độ ngọt. Dù đường là một gia vị thiết yếu, không thể thiếu trong cuộc sống, có mặt trong nhiều món ăn hàng ngày như là chè, bánh kẹo hay là sữa. Tuy nhiên, cơ thể chỉ cần nạp một lượng đường vừa đủ, phù hợp. Hơn nữa, để càng tăng lợi nhuận, thay vì dùng đường cát, người bán có thể ngâm bằng các loại đường không có nguồn gốc từ thiên nhiên, thường có trong các nhà máy gọi là đường hóa học, vừa rẻ vừa có vị ngọt hàng chục lần. Đây là loại đường có độ ngọt cao gấp nhiều lần so với đường cát hay sử dụng thường ngày. Chúng thường ở dạng chiên, đóng thành các gói lớn. Các chuyên gia khuyến cáo về sự độc hại của loại đường hóa học này, nếu như chúng ta nạp quá nhiều vào cơ thể, có thể dẫn đến ung thư gan, ung thư phổi, dị dạng bào thai, ảnh hưởng đến các yếu tố di truyền. Riêng với trẻ em, đây là lứa tuổi đang cần bổ sung năng lượng và chất dinh dưỡng để phát triển trí não và chiều cao, nên việc sử dụng đường hóa học nhiều sẽ kìm hãm sự phát triển của trẻ, hoặc trí não không phát triển bình thường. Bên cạnh đó, chức năng thải độc của gan, thận của trẻ em đều kém, nên các hóa chất này sẽ tích lũy lại. Một số trẻ tự nhiên biến ăn bởi những chất ngọt giảm, cản trở khả năng hấp thu protein, sắt, kẽm, khiến trẻ chậm lớn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người tiêu dùng có thể cảm nhận vị ngọt khi ăn đường hóa học, đó là có vị ngọt gắt, chát và cuối cùng là hơi đắng. Ngoài ra, với những ly nước mía có màu sắc vàng nhạt, trông mát mắt hơn, thường lượng nước mía nguyên chất rất ít mà chủ yếu là nước lọc và với hàm lượng đường khá cao. Tác hại của đường hóa học đến sức khỏe con người là vô cùng nguy hiểm. Chưa kể, quy trình chế biến nước mía không đảm bảo vệ sinh, không thực sự siêu sạch như lời quảng cáo. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ về việc đảm bảo vệ sinh của từng quán trước khi sử dụng nước mía cũng là một cách để tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình. Thông tin này cũng đã khép lại thời gian dành cho bản tin hôm nay. Đông Hùng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.